Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 23 tháng 7 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Cục diện ngũ hành tam hợp mang lại tin vui về chuyện tình cảm của người tuổi Tý trong ngày hôm nay. Người độc thân có thể được người quen giới thiệu cho người tâm đầu ý hợp dù mới chỉ gặp gỡ đôi lần nhưng bạn cảm nhận được sự hòa hợp gắn kết giữa hai người cũng trong ngày này công việc của bản mệnh cũng vô cùng suôn sẻ nhờ các kế hoạch kết giao hợp tác làm ăn ký kết hợp đồng đều thuận lợi về cơ bản những mối quan hệ của bạn trong ngày hôm nay rất tốt đẹp bạn không hề có chút gì cảm thấy phiền lòng cả niềm vui của những chú chuột còn được kéo dài thêm khi chính tài đảm bảo nguồn tài chính ổn định cho bạn tài lộc sản nghiệp tiền lương tất cả nằm trong tầm kiểm soát của bạn khiến người tuổi tý cảm thấy rất vui và tự hào về bản thân tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim nên yên phận không nên mưu sự tính toán sẽ không thành tài lộc có bao nhiêu hưởng bấy nhiêu không nên tính toán gì thêm tránh sự tranh cãi đôi co vô ích có nhiều tin tức khác nhau về việc mong cầu tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy nên tìm gặp quý nhân để xin lời khuyên có tin xa hoặc có người ra đi, hoặc đã đến lúc công việc của người đó phải tiến hành có liên quan đến mình. Mọi việc không nên hấp tấp vội vàng vì sự việc sẽ gặp nhiều áp lực, chạm phải những vấn đề khó khăn hoặc dễ gặp rủi ro. Tử Vi tuổi Mậu Tý, thuộc mệnh Hỏa. Hãy mạnh dạn đi xa để giải quyết công việc không nên tránh né. Mọi việc nên dùng tình cảm sẽ có sự thuận lợi, không nên để ý đến những sự kích bác hoặc những chuyện phiền lòng. Có tin xa hoặc có cuộc đi, di chuyển có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân, hội họp đình đám. Có tài lộc hoặc có chuyện vui. Tử vi tuổi canh tí, thuộc mệnh thổ, không nên tự tin vào sự suy tính quá đáng của mình vì sự việc sẽ xảy ra hoàn toàn trái ngược với những gì mình đã sắp xếp. Tuy nhiên cũng không có gì thiệt hại lớn lao, hãy để mọi việc tự nhiên, chỉ nên đi xa trong những việc cần thiết như thăm người thân đau yếu, chữa bệnh, dự đám tang hoặc nhờ sự cố vấn của người khác khi mình có chuyện rắc rối. Có tin vui, chuyện vui, gặp lại người xưa có người đi xa tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân hội họp đình đám có tài lộc hoặc có chuyện vui có tin tức ở xa hoặc có cuộc đi di chuyển tuy nhiên cần cẩn trọng trong công việc đi lại di chuyển có rủi ro hoặc có tin buồn về việc làm cũng nên cẩn trọng không nên hấp tấp vội vàng dễ xảy ra những chuyện không vừa ý chạm phải những vấn đề khó khăn hoặc dễ gặp những vấn đề rủi ro hoặc bị chơi xấu tranh cãi Tử vi tuổi Sửu. Bước sang ngày thứ sáu này, đang gặp kiếp tài giáng họa ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn tài lộc của người tuổi Sửu. Bạn bỏ nhiều công sức nhưng tiền bạc chẳng thu lại được là bao, thậm chí còn phải bỏ ra cả khoản tiền tiết kiệm để bù lỗ. Có lẽ bạn nên tính toán lại xem con đường mình chọn có thực sự phù hợp với bản thân không? Bên cạnh đó, việc chi tiêu mua sắm cũng không thể xem nhẹ, Thời gian gần đây dường như bạn đang bị mất kiểm soát về khả năng quản lý tài chính của mình nên dễ dẫn đến hao hụt tài chính. Hãy mua sắm những món đồ thật sự cần thiết thôi nhé. Thổ Sinh Kim như vớt vát lại chút điểm sáng cho vận trình hôm nay của những chú Châu nhờ chuyện tình cảm vẫn đang tiến triển hết sức êm đềm. Hai vợ chồng luôn tin tưởng và sẻ chia với nhau mọi vấn đề trong cuộc sống, nhờ vậy gia đình luôn hòa thuận và êm ấm. Tử Vi tuổi Ất Sửu, thuộc mệnh Kim không nên trông chờ vào quý nhân hoặc những người đã giúp đỡ mình từ xưa. Có chuyện phiền lòng hoặc họ không có khả năng. Công việc có thể giải quyết vào một ngày khác. Sự mong cầu về tiền bạc cũng vậy. Tình cảm tốt. Tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy. Mọi việc nên có sự chậm rãi. Dù công việc có nằm trong tầm tay cũng dễ có sự thay đổi. Đứng chừng chắc trở do có tin tức mới hoặc có khách đến. Sự mong cầu về tiền bạc thường chậm chạp chắc trở nếu có cũng hao vì nhiều chi phí tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa. Nếu có sự giúp đỡ của quý nhân hoặc có được cơ hội thì nên tiến hành nhanh chóng. Nên đi xa, di chuyển. Ngày có sự thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa hoặc thay đổi công việc, hao tốn về giao thiệp nhưng cũng không nên kéo dài. Không nên để người khác xen vào chuyện của mình, hãy tự mình giải quyết. Tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ. Việc cầu mong đi xa để giao dịch, làm ăn hoặc cầu tài đều khó có kết quả như ý. Có sự sai hẹn, rời hẹn nếu có tài lộc chỉ là tiền tạm ứng, vay mượn hoặc chỉ là tiền chuyển giao cho người khác, tiền chia chác. Nên quay về nơi trốn cũ thì tốt. Tử vi tuổi quý sửu, thuộc mệnh mộc. Chớ nên hấp tấp vội vàng hoặc làm chuyện liều lĩnh khi chưa nắm vững được sự việc vì còn có nhiều biến chuyển bất ngờ trong ngày, tin tức tốt xấu lẫn lộn. Nên có sự nhu nhuyễn, luồn lách xoay trở khéo léo tránh sự hư hại, được điều này lại mất điều kia. Sự mong cầu về tiền bạc tuy tốt nhưng cũng nên cẩn thận, có sự hao tốn, hư hại. Tử vi tuổi dần Cục diện ngủ hành thân dần tương xung, điều này có thể khiến cho mối quan hệ giữa người tuổi dần và nửa kia bị cản trở không nhỏ. Bạn thậm chí còn nghi ngờ tình cảm mà đối phương dành cho mình, không biết rằng đó có thật sự là người phù hợp với mình không khi càng ngày bạn càng không hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Thời gian này đang tạo ra thử thách khá lớn với tình yêu của những chú hổ. Bản mệnh không mong muốn để cho cuộc tình của mình tan vỡ một cách nhanh chóng đến như vậy, nên đang ra sức bảo vệ tình yêu trong công việc, thiên quan lại là lời cảnh báo con giáp này cẩn thận kẻo bị tiểu nhân lôi kéo, dẫn đến những quyết định mù quáng, tổn hại nặng nề về tài chính. Bản mệnh không suy nghĩ cẩn thận mà cứ thế ném tiền qua cửa sổ. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy. Ngày sung của bổn mạng. Mưu sự còn gặp nhiều trắc trở, không nên làm càn, bất lợi. Nên có sự hòa hoãn, nhẫn nhịn mới qua được trở ngại. Ngày không nên quyết định các việc lớn về công danh, tài lộc, tình cảm. Mọi việc còn chưa sáng tỏ nên ngồi yên tại chỗ đi xa bất lợi tài lộc kém tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa nên ra đi giải quyết công việc vì mọi việc sẽ trở nên không dễ dàng theo ý mình mong muốn đề phòng công việc dở dang hoặc phải bỏ ngang công việc làm lại nên nhẫn nại có tài lộc nhỏ hoặc cầm tiền đồ đạc của người khác nhờ mình chuyển giao tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ ngày xung của bổn mạng dù công việc có gấp gáp hoặc chắc trở đến đâu cũng không nên hấp tấp vội vàng, dễ gặp trở ngại rắc rối hoặc có tin buồn không được như ý. Nên tìm gặp quý nhân hoặc bè bạn cho biết ý kiến và giúp đỡ. Tâm tình bất an, đi xa, di chuyển bất lợi. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc. Mọi sự việc hoặc tin tức mong cầu sẽ đến rất nhanh. Ngày có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân, có lợi mà cũng có hại. Nên cẩn trọng trong vấn đề đi lại, di chuyển. Có tin buồn, tài lộc vào nhanh ra nhanh có quý nhân giúp đỡ, tin tức mong đợi từ lâu đã đến. Tử vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim. Ngày sung của bổn mạng. Trong việc giao thiệp qua lại giữa mình và người khác nên có sự rè rặt, có sự trái ý, hiểu lầm, bất mãn ngấm ngầm. Có cuộc đi ngắn hoặc gặp việc cần phải giải quyết. Ngày có nhiều điều không an tâm, có tin buồn. Nên tìm gặp quý nhân, cấp trên, hoặc bè bạn cho biết ý kiến và giúp đỡ. Tử vi tuổi mão ngày thứ sáu này thầy tử vi chỉ ra rằng chính quan độ mệnh giúp công việc của người tuổi mão khởi sắc thấy rõ bạn trở nên chủ động hơn không cần bất cứ ai thúc giục cũng tự mình bắt tay vào giải quyết công việc và cả những vấn đề tồn động bấy lâu bạn thậm chí còn chỉ dẫn cho đồng nghiệp những cách làm rút ngắn được thời gian nhanh nhất bạn có thể không phải là một nhà lãnh đạo hoàn hảo nhưng bạn biết cách để mọi người lắng nghe mình cũng như có thể chứng minh được ý kiến của bản thân là đúng chính vì thế bạn sẽ trở thành chỉ huy đáng tin cậy trong công việc càng về cuối tuần bạn lại càng thu về cho mình nhiều thành công tốt đẹp tuy nhiên kim khắc mộc mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà lại không quá hòa hợp có lẽ đôi bên cần dành nhiều thời gian để trò chuyện với nhau hơn là cứ ai làm việc nấy như bây giờ như vậy thì quan hệ giữa mọi người sẽ càng lúc càng xa cách tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy chuyện tình cảm không nên tính toán chỉ đưa đến sự chia tay hoặc phiền lòng mà không nói ra việc làm không nên thay đổi nên giữ nguyên tình trạng và hành động một cách bình thường sự mong cầu về tiền bạc còn chậm có sự hao tốn về tiệc tùng gặp gỡ giao thiệp các việc đáo hạn tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa những việc mong chờ đã lâu hoặc đã có dự tính nay nhận được tin tức không được như ý mọi việc vẫn còn chậm chạp nên thay đổi ý định trong nhà hoặc trong công sở có chuyện không vui nhưng cũng không phải là quan trọng Hao tài. Tử Vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ. Có nhiều biến động thay đổi trong công việc cũng như trong gia đạo, tình cảm. Có sự gặp gỡ, hội ngộ thân nhân, bè bạn. Không nên hấp tấp vội vàng vì sự việc bao giờ cũng chậm trễ, chắc chờ nhưng vẫn có kết quả. Ngày dễ có sự hao tốn về sự tu bổ tiệc tùng, mua sắm. Có cuộc đi ngắn nhưng phải nên cẩn trọng về di chuyển có hư hại nhỏ hoặc có tin buồn. Tử Vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc. Không nên mưu sự những việc lớn lao hoặc bày vẽ chuyện vui chơi giải trí sẽ gặp sự thất bại. Đi không lại về không, hoặc có tin sai hẹn, lỡ hẹn rời hẹn của mình hoặc thân nhân. Nếu có tài lộc chỉ là tiền của chuyện cũ, có tin vui hoặc gặp bè bạn có khách, có lộc ăn hoặc có tin thuận lợi về việc mình mong cầu. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim. Ngày không nên mưu sự những việc lớn lao hoặc có tính cách lâu dài sẽ khó thành công, gặp trở ngại, bị bỏ dở do đó dù là việc vui chơi cũng cần có sự giới hạn chỉ đem lại đa sầu hoặc gặp sự rủi ro nếu mọi sự biết nhu nhuyễn thì tốt hứa hẹn nhiều cũng chẳng được gì tử vi tuổi thìn vận trình ngày thứ sáu này có quý nhân tam hợp trợ mệnh chuyện tình cảm của người tuổi thìn đang trên đà khởi sắc rực rỡ người độc thân cảm thấy tin tưởng hơn vào tình yêu khi nhìn thấy các cặp đôi xung quanh mình hạnh phúc sánh bước bên nhau mỗi sớm hôm nếu muốn có hạnh phúc thuộc về riêng mình bạn nên tận dụng thời gian này để gặp gỡ giao lưu bạn bè biết đâu bạn sẽ gặp được người ấy trong các cuộc hội ngộ đó còn nếu cứ mãi khép chặt con tim thì bạn sẽ mãi gặm nhấm cô đơn mà thôi hôm nay tỷ kiên có thể khiến những chú rồng có những quan điểm trái ngược với đồng nghiệp hoặc đối tác tình cảm hai bên vì thế mà cũng bị ảnh hưởng ít nhiều khi mà hai người không có tiếng nói chung bản mệnh lại cứng nhắc và không chịu nhún nhường hay thay đổi vì công việc chung tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa người mặc dù thân mật cũng chớ nên tin cẩn gặp người lạ cũng không nên vồn vã nghe theo dễ gặp điều bất lợi ngày hoàn toàn không tốt cho mọi quan hệ giao thiệp tình cảm sự mong cầu về tài lộc cũng không nên nếu có thì cũng có sự phân chia mít lòng hoặc mình chỉ là người trung gian trong vấn đề tiền bạc và có sự nghi kỵ ngấm ngầm dễ hao tài tin tức không tốt không nên tranh luận tranh cãi tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ có tin tức ở xa Mọi việc không nên tranh cãi, hấp tấp và cũng không nên quá tin vào kinh nghiệm tính toán của mình có sự đảo lộn. Làm gì cũng không nên để mình bị ràng buộc hoặc phải vướng vào những chuyện không đâu. Đi đến nơi nào cũng không nên ở lâu, có cuộc đi ngắn hoặc được mời, có tài lộc. Tử Vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc. Sự việc không phải là đơn giản, không phải một lần giải quyết hành động mà kết thúc được vấn đề, vì sẽ có những chuyện xảy ra bất ngờ không đúng với ý nghĩ của mình. Tuy nhiên cũng không nên nản chí sẽ có kết quả tin tức không tốt hoặc chờ đợi chậm chạp lâu lắc tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim có nhiều sự bất hòa lủng củng trong nội bộ hoặc quan hệ với người khác không nên mưu sự có rủi ro tính toán sai lầm cần dè dặt từ lời ăn tiếng nói cho đến sự cư xử sẽ gặp chuyện buồn phiền rắc rối gia đạo bất an nếu mong cầu về việc giấy tờ tin tức thì nên kiên nhẫn tin đến chậm hoặc có đến cũng không vừa ý khách hoặc bè bạn người thân đến chỉ mang tin buồn Tử vi tuổi nhâm thìn, thuộc mệnh thủy. Ngày có nhiều chuyện không vui hoặc có sự việc xảy ra không đúng như dự tính, chậm trễ, lỡ hẹn. Mọi việc không nên gấp gáp vội vã, đề phòng rủi ro, khẩu thiệt tranh cãi, gặp tiểu nhân hoặc chỉ nhận được những tin tức không tốt. Cố gắng giữ lời hứa nếu đã có hẹn trước. Tử vi tuổi Tỵ Ngày này, khi có nhị hợp giúp sức, người tuổi tỵ sẽ có một ngày làm việc hiệu quả, mọi thứ phát triển khá thuận lợi. Tuy nhiên, bạn cần rèn luyện tính quyết đoán, kiên định với mục tiêu mình đặt ra, chớ nên thấy khó khăn mà lùi bước quá nhanh chóng. Khi đó, có thêm sự giúp sức của thiên ấn, bạn sẽ có cơ hội thể hiện năng lực của mình với tất cả mọi người. Nhưng đừng vì thế mà tỏ ra là người kiêu ngạo bởi những gì bạn có được còn có sự đóng góp không nhỏ của tập thể, hãy trân trọng công lao của họ hỏa khắc kim cho thấy chuyện tình cảm của những chú rắn lại gặp trục trặc. Có thể công việc bận rộn đã vắt kiệt sức lực và cảm xúc của bạn, khiến bạn chẳng còn thời gian dỗ dành người ấy mỗi khi đối phương giận dỗi. Thay vì nói chuyện với nhau bằng lời lẽ gay gắt bạn nên đợi đến lúc bình tĩnh rồi hãng trao đổi. Tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa. Đề phòng có người nói xấu mình hoặc kèn cựa trong công việc, hoặc gặp nhiều sự khó khăn chắc trở. Tuy nhiên đây chỉ là vấn đề bắt buộc phải gặp, đụng chạm nên giữ hòa khí, giao hảo và biết chia sẻ tôn trọng lẫn nhau thì mọi việc sẽ hanh thông. Có cuộc đi ngắn, có quà nhỏ hoặc có tin tốt lành về tình cảm, tiền bạc còn chậm. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ. Nên ra đi giải quyết công việc hoặc mạnh dạn thay đổi hoàn cảnh công việc hiện tại. Không nên trông chờ vào tình cảm của người mình cần gặp, tự mình phải chứng tỏ khả năng mới có kết quả. Có tin xa, có tài lộc nhưng dễ hao tốn chi phí. Tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc những việc mình biết hoặc được sự yêu ái giúp đỡ của người khác thì nên giữ kín e có người tranh cạnh. Mọi việc càng nói ít thì càng tốt. Ngày dễ có sự hao tốn, chi phí. Nên giới hạn mọi việc, không nên bày vẽ thêm chỉ đem đến chuyện thị phi, trách oán, không có lợi. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim. Việc mong cầu về tin tức chỉ nghe những chuyện không tốt, hoặc chỉ là vấn đề tình cảm giao thiệp vu vơ. Tốt hơn là nên giữ hòa khí, thà chịu thiệt thòi một chút sẽ có lợi về sau. Không nên tranh cãi, phân trần ngày chỉ nên làm việc bình thường mọi ý kiến chỉ nên ghi nhận chưa phải là lúc quyết định tài lộc bình thường có sự mua sắm nhỏ tử vi tuổi quý tị thuộc mệnh thủy nếu có thấy điều lợi gì thì nên dừng bước không nên tiến thêm sẽ có điều không tốt hoặc không có lợi lộc thỏa đáng làm gì cũng nên giới hạn cũng không nên buông thả lơ là cần giữ lấy uy tín của mình cũng không nên tự ái hoặc có anh hùng tính chỉ gây ra sự thiệt thòi tử vi tuổi ngọ. Bước sang ngày thứ sáu này, có chính ấn xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi ngọ báo hiệu công việc của bản mệnh được giảm bớt những áp lực nhờ biết cách lợi dụng các lợi thế sẵn có để giúp cho công việc được trôi chảy hơn, không bị rắc rối ngáng chờ quá nhiều. Nếu tiếp tục giữ được phong độ này, bản mệnh có thể sẽ được cấp trên nâng đỡ và cất nhắc cho vị trí cao hơn trong thời gian tới. Đó đều là những thành quả xứng đáng mà bạn đã đạt được bằng chính sự chăm chỉ và cố gắng của bản thân chứ không phải vận may từ trên trời rơi xuống bạn là người dễ thành công nhờ tài năng và cách đối nhân xử thế của mình hỏa khắc kim đường tình duyên ảm đạm người độc thân vẫn chưa quên được những nỗi đau trong quá khứ nên chật vật để tìm kiếm một tình cảm mới để khỏa lấp nỗi buồn trong lòng người đã quay đầu bước đi chẳng bao giờ trở lại bạn hãy mạnh mẽ đứng lên và yêu thương chính mình nhiều hơn tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim việc đến như thế nào thì làm y như vậy không nên nghe lời bàn tán của người khác cũng không nên tự mình có sự giải bày chỉ thêm thị phi tranh cãi tài lộc chậm chạp, hoặc chỉ là lời hứa, tin tức. Tất cả sự mong cầu chưa có kết quả, nhưng không nên chán nản. Nói chung là không nên mưu sự chuyện lớn lao, chỉ làm việc bình thường, cũng không nên đi tìm. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy. Sự chờ đợi về tin tức không được như ý, không có kết quả mong muốn. Có trở ngại, rắc rối. Có sự thay đổi hoặc có cuộc đi mà lòng không vui. Có nhiều công việc xảy ra ngoài dự tính, cho nên mưu sự chuyện gì nếu đã có tính trước thì phải có sự đề phòng, hoặc cần phải giới hạn, không nên kéo dài sẽ không tốt. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa. Nên giới hạn trong việc giao thiệp vui chơi, dễ hao tài. Nếu là công việc thì không nên chờ đợi mà hãy mạnh dạn thay đổi hoặc thông báo cho người những việc cần giải quyết. Mọi việc đều phải nhanh chóng mới có kết quả, càng về cuối ngày sự việc sẽ không tốt hoặc phải kéo dài qua ngày khác nên thanh toán những gì đã có sự ước hẹn dự tính có tin xa tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ ngày xấu không nên tiến hành những công việc quan trọng mọi sự đều nên cẩn trọng dễ gặp rủi ro thất bại tai nạn mất danh tiếng không nên đến những nơi đông đảo sẽ hoàn toàn không có lợi khẩu thiệt thị phi tranh cãi gia đạo bất an sức khỏe không tốt nếu thấy có điều lợi thì phải coi chừng lợi và hại đi đôi tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc ngày có nhiều công việc đến khiến mình phải lo âu giải quyết hoặc là ngày chỉ nên xem xét lại những vấn đề xưa cũ tiến hành thì bất lợi có sự đáo hạn hẹn ước về tiền bạc cũng như về sự gặp gỡ dễ gặp những chuyện không như ý hoặc gặp rủi ro nên xem xét lại các phương tiện di chuyển cẩn trọng về lời nói có sự bất hòa tử vi tuổi mùi Xem tử vi 12 con giáp nhận thấy, kiếp tài ngáng trở làm cho vận trình thứ sáu này của người tuổi mùi bị đe dọa, con đường tài lộc của bản mệnh có phần ảm đạm. Tiền bạc trong ngày không được vượng, nguồn thu chẳng những không tăng mà chỉ mong không giảm đã là tốt lắm rồi. Con giáp này cần thận trọng trong những quyết định tài chính của mình, cẩn thận kẻo tin lầm kẻ xấu. Thổ sinh kim mang những điều thuận lợi đến với chuyện tình cảm của những chú dê khi bạn và người ấy ngày càng cảm nhận rõ ràng được tầm quan trọng của đối phương trong lòng mình bạn mong rằng tình yêu của cả hai kéo dài mãi mãi và sớm đến ngày hai bạn về chung một nhà trong ngày này vị trí của thai thần ở hướng đông phía trong phòng thai phụ giường ngủ và nhà bếp do đó bạn không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này bởi việc làm đó có thể làm động thai thần ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim có sự kết thúc hoặc khởi đầu lại cho công việc có nhiều tin tức thuận lợi cho công việc làm ăn Mọi dự tính đều phải thay đổi cho phù hợp với thực tế. Ra đạo yên vui hoặc gặp được thân nhân, bè bạn tốt lành. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy. Không nên trông chờ hoặc tin cẩn vào những gì mình đã có sự giao hẹn vì có sự chậm trễ hoặc có sự hiểu lầm làm trái ngược lại. Nên nhắn tin để hỏi lại, có tin xa, nên giữ lời hứa và hoàn thành những gì đã có sự hẹn ước đúng hạn ký. Nếu công việc đã kết thúc thì nên xem xét lại để tu bổ, chỉnh sửa. Không nên e ngại sự hao tốn. Tử vi tuổi kỳ mùi thuộc mệnh hỏa, nên tiến hành những công việc đã có dự tính trước, có khách đến không nên trông chờ hoặc tin cẩn vào những gì mình đã có sự giao hẹn vì có sự chậm trễ hoặc có sự hiểu lầm làm trái ngược lại. Nên nhắn tin để hỏi lại, có tin xa, nếu công việc đã kết thúc thì nên xem xét lại để tu bổ, chỉnh sửa. Không nên e ngại sự hao tốn, trở ngại nên tiến hành tuần tự giải quyết. Tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ mọi việc đều khó có sự kết thúc rõ ràng, vừa ý, hoặc mọi chuyện còn mơ hồ chưa có phương hướng giải quyết dứt khoát, chỉ nên tạm dừng. Chuyện tình cảm không nên tiến hành dễ có sự xa cách chia tay không có kết quả. Tin tức chậm trễ, sức khỏe không tốt. Có sự thiệt hại về tiền bạc, nếu có thì cũng chỉ là lộc bồi thường. Tử vi tuổi quý mùi, thuộc mệnh mộc. Làm việc gì cũng phải gặp sự lên xuống gập gành sau mới có kết quả. Có tin tức vui buồn lẫn lộn ở xa. Có tin xa, nên tự mình đi tìm sẽ có điều lợi chuyện tình cảm quan hệ qua lại cũng không nên hứa hẹn nhiều chưa phải là lúc quyết định nói chung mọi việc phải tự mình giải quyết tử vi tuổi thân bước sang ngày thứ sáu này có thực thần xuất hiện hứa hẹn người tuổi thân có thể đón nhận nhiều bất ngờ thú vị có thể nhờ đó mà bạn sẽ duy trì tâm lý thoải mái và lạc quan suốt cả ngày dài nếu được mời đi ăn uống tụ tập của mọi người thì đừng từ chối hãy nhận lời vì đó là cuộc vui xả hơi sau một tuần bận rộn rồi mà đường tài lộc của con giáp này cũng đang rất rộng mở việc kinh doanh buôn bán thuận lợi hàng hóa bán đắt như tôm tươi bản mệnh nhìn rõ xu hướng của thị trường và có những bước đi táo bạo nhờ thế mà tiền bạc đổ về đầy túi chuyện tình cảm hôm nay của những chú thì cũng không có điều gì đáng lo ngại người độc thân dần cảm nhận được niềm vui trở lại các mối quan hệ mới có thể sẽ khiến cho bạn trở nên lạc quan tích cực hơn biết đâu đấy bạn sẽ tìm lại được tình yêu đã mất cho mình tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy ngày tuổi của buồn mạng không nên tiến hành hoặc giải quyết những việc quan trọng nên chờ tin khác có nhiều sự cản trở rắc rối và có nhiều tin tức không tốt về công danh buồn mạng tài lộc tình cảm gia đạo có chuyện buồn bất an tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa ngày tuổi của buồn mạng tuy có sự trở ngại chút ít nhưng việc mong cầu sẽ có kết quả việc đi lại vận chuyển nên có sự cẩn thận càng chậm càng tốt có tin xa tài lộc trung bình nhưng không nên mưu cầu chuyện lớn cuối ngày có chuyện vui nhỏ nhưng không nên kéo dài tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ ngày tuổi của bổn mạng nên từ chối hoặc rút lui nhẹ nhàng những việc không cần thiết mà hãy chú trọng vào những công việc quan trọng nếu có tin tức xấu hoặc có sự trở ngại cũng không nên lùi bước sẽ có kết quả cẩn trọng chuyện thị phi, ràng buộc vì lời nói. Có tin tức về tình cảm ở xa, nên đi xa, rời chỗ. Tử vi tuổi canh thân, thuộc mệnh mộc. Ngày tuổi của buồn mạng, nên từ chối, hoặc rút lui nhẹ nhàng những việc không cần thiết mà hãy chú trọng vào những công việc quan trọng. Nếu có tin tức xấu hoặc có sự trở ngại cũng không nên lùi bước, sẽ có kết quả. Cẩn trọng chuyện thị phi, ràng buộc vì lời nói. Có tin tức về tình cảm ở xa, nên đi xa, rời chỗ tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim ngày tuổi của buồn mạng tuy có sự trở ngại chút ít nhưng việc mong cầu sẽ có kết quả việc đi lại vận chuyển nên có sự cẩn thận càng chậm càng tốt có tin xa tài lộc trung bình nhưng không nên mưu cầu chuyện lớn cuối ngày có chuyện vui nhỏ nhưng không nên kéo dài tử vi tuổi dậu hôm nay vận trình đang gặp thương quan giáng họa khiến người tuổi dậu có thể vấp phải nhiều chuyện đau đầu trong sự nghiệp đặc biệt là những mâu thuẫn với đồng nghiệp khiến bạn không biết xử lý ra sao thậm chí đôi bên có khi cần phải có sự ra mặt của cấp trên mới dàn xếp được ổn thỏa trong những lúc hoang mang hãy lắng nghe lời khuyên từ những người lớn tuổi hoặc có kinh nghiệm đi trước trong mọi trường hợp hãy nhớ luôn giữ đúng chừng mực điều mà mọi người nhớ đến bạn nhiều nhất đó là tính cách con người bạn vì thế trong tình huống xấu vẫn phải cư xử cho phải phép ngày thổ sinh kim điểm sáng của tuổi dậu ngày hôm nay nằm ở mối quan hệ với người nhà bạn có thể chia sẻ những khó khăn và suy nghĩ của mình với nửa kia nửa kia sẽ cùng bạn tìm ra hướng khắc phục hiệu quả vấn đề tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy ngày không nên mưu cầu việc lớn lao cũng không nên tranh cãi sẽ gặp nhiều rủi ro buồn phiền có sự tu bổ dọn dẹp sửa chữa đồ đạc xe cộ vật dụng nơi ăn trốn ở nếu ngày này là ngày đã có dự tính tiến hành công việc hoặc thay đổi thì nên cẩn trọng và xem xét lại những dự tính của mình còn thiếu sót hay không hãy quên chuyện cũ tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa nên mạnh dạn thay đổi hoàn cảnh ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ ngày có sự gặp gỡ nhiều người hoặc được nhiều tin tức có liên quan đến tình cảm cẩn trọng việc đi lại di chuyển không nên bối rối khi nhận được tin không vừa ý nên ra đi hoặc tiến hành những công việc đã có dự tính trước có tin buồn về đi lại, chờ mong tin tức. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ. Ngày có sự gặp gỡ nhiều người hoặc được nhiều tin tức có liên quan đến tình cảm. Cẩn trọng trong việc đi lại, không nên bối rối khi nhận được tin không vừa ý. Ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ, nên ra đi hoặc tiến hành những công việc đã có dự tính trước. Có tin buồn về đi lại, di chuyển, chờ mong tin tức. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc. Nên đi xa, di chuyển nếu cần giải quyết việc gì thì nên hỏi ý kiến của quý nhân sự mong cầu về tin tức làm ăn chậm chạp không nên vội vã tiến hành vì chưa hẳn tin tức đó là tin tức có thực nếu có thực cũng có sự thiếu sót có tin vui về chuyện tình cảm hoặc có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân tiệc tùng đình đám nếu có tài lộc chỉ là tiền đáo hạn định kỳ hao cho người thân tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim nếu thấy không có gì tiến triển hoặc thay đổi thì nên ra đi hoặc tìm phương kế khác có nhiều việc hoặc tin tức đến gây khó khăn trở ngại hoặc mình phải có sự âu lo giải quyết cho trọn vẹn có sự hao tán về gặp gỡ giao thiệp tử vi tuổi tuất trong ngày thứ sáu này có tỷ kiên chiếu mệnh khuyên người tuổi tuất nên hòa đồng và thân thiện với mọi người xung quanh hơn thay vì cứ tự tách bản thân ra như vậy một thái độ hòa nhã sẽ giúp mọi người cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh bạn sự lạnh lùng chỉ càng tạo khoảng cách mà thôi nếu cứ tiếp tục lạnh nhạt như vậy, bạn có thể bị cô lập trong tập thể dù chính bạn là nguyên nhân gây ra việc đó. Hẳn bạn không hề muốn mình sẽ rơi vào tình trạng như vậy, vì thế hãy cởi mở và trò chuyện với mọi người nhiều hơn. Ngũ hành tương sinh giúp cho tình cảm đôi lứa của tuổi Tuất hôm nay dường như được hâm nóng. Những mâu thuẫn trước đó được hóa giải nhẹ nhàng, không ai mong muốn nhìn thấy đối phương tổn thương. Tử Vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa sự mong chờ về tin tức còn chậm hoặc có sự sai hẹn rời hẹn không nên dính líu đến chuyện người khác chỉ đem lại sự phiền lòng nếu có được mời dự tiệc đình đám cũng không nên đi quá xa trong vấn đề tình cảm không tốt tài lộc trung bình hoặc có lộc ăn quà tặng ngày thuận lợi cho sự gặp gỡ bè bạn tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ nên bình tĩnh khi phải đương đầu với những khó khăn trở ngại trong ngày ngày có nhiều sự âu lo tâm tình bất an có tin buồn sức khỏe không tốt tiến hành công việc thì phải chịu buôn ba, khó có kết quả như ý, hoặc chỉ là phương pháp chữa cháy. tốt hơn là nên xem lại các việc cũ, chỉnh đốn lại công việc. đề phòng rủi ro nên xin ý kiến của người khác trước khi quyết định. tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, ngày có nhiều sự âu lo, tâm tình bất an, có tin buồn, sức khỏe không tốt, tiến hành công việc thì phải chịu buôn ba, khó có kết quả như ý, hoặc chỉ là phương pháp chữa cháy. không nên e ngại khi nhờ người giúp đỡ hoặc vay mượn nên xem lại các việc cũ chỉnh đốn lại công việc đề phòng rủi ro nên xin ý kiến của người khác trước khi quyết định tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim không nên hấp tấp trong mọi hành động nếu thấy điều lợi đến nhanh lại càng phải dè dặt vì sự việc còn nhiều thay đổi xoay chuyển sức khỏe không tốt nếu không có gì gấp gáp thì nên nghỉ ngơi ngày thuận lợi cho việc tu bổ sửa chữa dọn dẹp kết thúc mọi việc nên đi xa rời chỗ có tin xa có khách đến tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy có những công việc bắt buộc mình phải thay đổi hoặc phải ra đi tìm phương cách giải quyết nhưng cũng nên cẩn trọng những rủi ro trên đường hoặc dự tính một đàng thì lại ra một nẻo có tài lộc của chuyện cũ hoặc gánh nợ từ lâu nay được giải quyết có tin buồn tử vi tuổi hợi ngủ hành thân hợi tương hại người tuổi hợi có thể cảm thấy chán nản vô cùng trong ngày hôm nay khi mà chẳng chuyện gì được đúng như ý muốn đặc biệt là trong chuyện tình cảm lứa đôi người ấy có thể làm những chuyện khiến bạn tổn thương nhưng lại chẳng hề ý thức được lỗi lầm mà mình đã gây ra thậm chí nửa kia còn tỏ ra trách móc ngược lại và nghĩ rằng bạn chỉ đang làm quát chuyện bé xé ra to mà thôi điều này khiến bạn buồn phiền rất nhiều hãy thử lên tiếng chia sẻ và bày tỏ quan điểm của bản thân để tránh việc này tiếp diễn bù lại cũng may trong ngày hôm nay vẫn có niềm vui đế với con giáp này đó là tin báo tài lộc về từ thiên tài cát thần người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh đều được hưởng lợi từ các thần này bản mệnh hãy có kế hoạch cụ thể cho những khoản tiền mình kiếm được tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa làm việc gì cũng không nên hấp tấp vội vã dễ gặp rủi ro kết quả không được như ý chuyện tình cảm không nên dây dưa và cũng nên nhúng tay vào chuyện của người khác đều không tốt dễ mất uy tín có người cần mình giúp đỡ ngoài nhiệm vụ của mình tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ có sự thuận lợi trong việc thay đổi phương hướng kế hoạch tu bổ sửa chữa chỉnh đốn tốt hơn là giữ nguyên tình trạng cũ không nên e ngại sự hao tốn về tiền bạc cũng như thời gian sẽ có kết quả tốt chuyện tình cảm không nên hấp tấp cũng như công việc không nên tin vào kinh nghiệm vì có nhiều chuyện xảy ra không đúng với ý nghĩ tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc nếu có người đề nghị hoặc giúp đỡ thì nên việc thay đổi phương hướng kế hoạch tu bổ sửa chữa chỉnh đốn tốt hơn là giữ nguyên tình trạng cũ không nên e ngại sự hao tốn về tiền bạc cũng như thời gian sẽ có kết quả tốt chuyện tình cảm không nên hấp tấp cũng như công việc không nên tin vào kinh nghiệm vì có nhiều chuyện xảy ra không đúng với ý nghĩ tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim mọi việc có liên quan đến tình cảm vui chơi chỉ nên giới hạn dễ có sự hao tốn mà lại chẳng có lợi nên đi xa di chuyển sự mong cầu về tin tức dễ có trở ngại hoặc có chuyện bất hòa có tin vui về chuyện tình cảm tài lộc tốt tử vi tuổi quý hợi, thuộc mệnh thủy. Nếu thấy khả năng của mình có thể đảm đương thì nên mạnh dạn đảm trách. Bằng ngược lại thì nên chờ vào một dịp khác, tiến lên có điều không hay, thiệt thòi. Dù sau cũng tự hoạch định cho mình một hướng đi mới. Không nên bàn bạc chỉ nên giữ kín và không nên e ngại sự hao tốn về tiền bạc cũng như thời gian, sẽ có kết quả tốt, hoặc được quý nhân giúp đỡ về ý kiến, vật chất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.